Chào mừng quý vị và các bạn đến với sân vận động Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Vào lúc 19 giờ hôm nay 12 tháng 9 năm 2023, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng của vòng loại U23 châu Á 2024 gặp đội tuyển U23 Singapore. Trước trận đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất chắc chắn có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong bối cảnh đã có vé dự vòng chung kết nên trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Singapore rõ ràng chỉ còn mang tính chất thủ tục với thầy trò ông Chu Và người hâm mộ hoàn toàn có quyền nghĩ tới một chiến thắng đậm của họ trong trận này. Với việc đã sớm giành vé dự vòng chung kết khi mới chỉ đi được 2 phần 3 chặng đường vòng loại, như vậy lượt đấu cuối tại bảng C sẽ chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục không hơn không kém với các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Dù đã thế nào chăng nữa thì họ vẫn sẽ đảm bảo được vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Chính vì vậy, Đội tuyển U23 Việt Nam được dự đoán sẽ có được sự tự tin và chủ động cầm bóng tấn công, để qua đó tạo ra một màn trình diễn áp đảo hoàn toàn đối thủ đội tuyển U23 Singapore. Trong bối cảnh đã không còn bị những áp lực tâm lý đè nặng, đôi chân của các tuyển thủ U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ có được một sự thanh thoát hơn. Họ chắc chắn sẽ chủ động cầm bóng tấn công, để qua đó kiếm tìm những bàn thắng vào lưới đối thủ đội tuyển U23 Singapore. Qua hai lượt trận đầu tiên, Mặc dù vẫn chưa thể tạo ra một lối chơi làm hài lòng phần đông khán giả song đội tuyển U23 Việt Nam ít nhiều cũng khẳng định được bình qua 7 bàn thắng ghi được vào lưới Guam và Yemen. Và một khi tinh thần đã hoàn toàn thoải mái, việc đội chủ nhà tiếp tục tạo ra sự thăng hoa của mình trong trận đấu cuối sẽ là một điều có thể dự đoán được. Nếu không bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu thì đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ tới chiến thắng đậm đà trong trận đấu cuối của mình ở vòng loại U23 châu Á 2024 trước Singapore. Sau những gì đã thể hiện trong hai lượt trận đầu tiên, đội bóng đến từ đảo quốc sư tử đã cho thấy họ không phải là đối thủ quá mạnh. Ở ngày ra quân, đội tuyển U23 Singapore đã cho thấy sự bất lực trong trận thua 0-3 trước Singapore. Tiếp đến họ cũng chỉ có được trận hòa một bột đầy thất vọng trước đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng đấu là Guam. Trong trận này, đội tuyển U23 Singapore đã thi đấu khá bế tắc và chỉ có thể mở tỷ số trận đấu khi Farhan Zulkifli thực hiện thành công quả đá phạt 11m. Sau tình huống phạm lỗi của thủ môn đội tuyển U23 Guam với tiền đạo Chorikos, sau khi có bàn thắng mở điểm, đội tuyển U23 Singapore chủ động chơi trận nhằm bảo toàn thành quả. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng này đã không thể đứng vững trước khi trận đấu khép lại. Tới phút thứ 89, từ quả ném biên mạnh bên cánh trái của Ausroca, Ethan Sablan băng vào đánh đầu làm tung lưới đội tuyển U23 Singapore. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số hòa 1-1 cho trận đấu. Kết quả hòa khiến đội tuyển U23 Singapore khép lại hy vọng đi tiếp. Điều này đồng thời cũng cho thấy đây rõ ràng không phải là đội bóng đủ khả năng tạo ra những khó khăn nhất định cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia vào năm ngoái, đội tuyển U23 Việt Nam từng thắng đậm Singapore với tỷ số 7-0. Thêm vào đó đoàn quân áo đỏ đang duy trì một phong độ khá ổn trong thời gian gần đây khi có liên tiếp 6 trận toàn thắng. Ngược lại, trong 9 trận gần đây, đội tuyển U23 Singapore chỉ có trận thắng duy nhất trước Campuchia ở SEA Games còn lại đều là những trận hòa hoặc thất bại. Và với một sự chênh lệch đó, không khó để dự đoán vào một kết quả nghiêng về phía đội tuyển U23 Việt Nam trong trận này. Thậm chí nếu chơi tốt, họ hoàn toàn có thể giành được một chiến thắng đậm đà. Từ những phân tích trên chúng tôi dự đoán trên sân Việt chỉ hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng đậm trước U23 Singapore trong trận đấu diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 12 tháng 9 năm 2024.